hơi lú, chàng trai sợ đẻ nên chuyển giới từ nữ thành nam. Em cho con hình lúc chồng em còn con gái đi, anh nghĩ chắc đẹp lắm hen. Ok anh. Người đâu va phải tình yêu lại cưới con trai 100%, nhưng vẫn là ông xã. Nếu con gái chuyển thành con trai thì quen con gái mới đúng chứ ta. Vậy sao gái chuyển thành trai rồi quen LGBT khó hiểu quá. Là có nghĩa là giờ hiện tại hình hài của ổng là con trai, nhưng tâm hồn của ổng bên trong là con gái. Cực kỳ thuyết phục. Mà em cũng không biết làm sao nữa, ổng giải thích với em vậy đó chứ em có biết đâu này ổng mà. Hương vô hóc môn để mang thai thay vợ. Chờ đợi gì cái gì, chờ đợi gì cái này thôi đúng không quý vị ơi. Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới, ngày em đưa chồng em đi khám thai. Còn bây giờ là đang siêu âm, thì giống như là mấy chị nói vậy đó. Giờ thì thật sự là chưa có thấy gì hết. 2000 years later. Chậm dưới bữa nay con em lớn rồi, siêu âm thấy em bé của con em luôn. Dạ, nay là kỳ khám thai lần thứ 6. Con của tôi em nay là được có 16 tuần 4 ngày rồi. Mới bầu nhưng đã biết cách chăm em bé cực lực. Ống nghén, sốt cao lúc nào cũng có bà xã ở bên chăm sóc. Quyết định con không gọi mẹ mà gọi bằng cách khác. Không, thì muốn kêu ai mẹ, muốn kêu ai ba kêu à. Nhưng mà bà ơi, sẽ không kêu bằng ba bằng mẹ đâu, kêu bằng ba với bá. Chồng tôi làm ba, tôi làm bá. Okay. Mạng xã hội có không ít cặp đồng tính nổi đình nổi đám. Tuy nhiên dạo gần đây, một couple khiến dân mạng phải quan tâm, đó là Nguyễn Hồng Sơn và Ngô Quyền. Sở dĩ cặp đôi này nhận được nhiều sự chú ý, đó là thời điểm hiện tại, Ngô Quyền đang mang thai và thường được Hồng Sơn gọi là ông bầu. Sinh ra trong hình hài con gái, Quyền sớm biết đó không thuộc về bản thân mình. Trong suốt 10 năm, Quyền giấu kín xu hướng giới tính. Đến khi trưởng thành, Quyền lén bố mẹ đi vào hormone. Bị bố mẹ phát hiện và cấm đoán, Quyền không nhớ đã bỏ nhà đi bao nhiêu lần. Không từ bỏ ý định tìm lại chính mình, Quyền kiên trì thay đổi suy nghĩ của người thân. Cũng giống như Quyền, Sơn gặp nhiều khó khăn khi thổ lộ về giới tính của mình. Mẹ Sơn đã từng đau đớn đuổi con trai ra khỏi nhà, nhưng sau cùng bà cũng hiểu và chấp nhận mở lòng với con. Sơn và Quyền gặp nhau vào cuối năm 2022. Cả hai dần dần tìm hiểu, phải lòng nhau và đi đến quyết định về sống chung một nhà. Điều khiến Sơn và Quyền không thể tin được, đó là cả hai vẫn có thể có con. Quyền đã quyết định ngưng vào hormone để mang thai thay bà xã. Đến nay, cái thai đã ổn định, Sơn ngày ngày chăm lo cho ông bầu và đón nhận niềm vui khi thấy con lớn dần lên. Được cái là cả hai đều rất thích em bé, thế nên trong quãng thời gian chờ đợi con đầu lòng ra đời, Ngô Quyền và Hồng Sơn cùng nhau tập chăm em bé. Mặc dù đang tập tành làm mẹ làm cha, nhưng cả hai đã biết bế và ru em bé rất mượt rồi. Có thể thấy rõ Ngô Quyền và Hồng Sơn yêu trẻ đến mức nào, em bé ra đời chắc chắn sẽ được cưng như trứng. Ngoài ra, trong quãng thời gian mang thai, Ngô Quyền cũng gặp khá nhiều vấn đề. Vì quyết định ngưng vào hormone nên sức khỏe bị ảnh hưởng. Lại đang trong thời kỳ mang thai nên bị sốt ốm, sụt ký khiến Sơn rất lo lắng. May mà bà xã luôn ở bên chăm sóc, chiều chuộng, làm hài lòng ông bầu.